Vụ mùa năm nay, vợ chồng ông Nghi cấy 6 sào. Do ảnh hưởng của trận bão số 3, năng suất lúa có giảm so với năm trước, song việc tiêu thụ thóc rất thuận lợi. Công ty tổ chức thu mua thóc tươi ngay tại ruộng, nên ông Nghi và các hộ tham gia liên kết sản xuất bớt đi phần nào vất vả. Cân tươi này thì chúng tôi rất là thuận lợi. Cái thứ nhất là không phải đỡ phải phơi. Thứ hai là cái giá tiền nó phù hợp. Thì cũng là rất là cảm ơn, rất là xin là quan tâm và cũng là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho dân, thế này chúng tôi rất mừng. Tham gia liên kết sản xuất lúa từ năm 2012, xã Bình Thanh không ngừng mở rộng diện tích sản xuất có hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Toàn xã hiện có 120 ha liên kết với hai công ty sản xuất lúa giống và lúa thương phẩm. Dự kiến trong vụ mùa này, địa phương cung cấp trên 350 tấn thóc cho các công ty. Khi mà thực hiện cái việc liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch cho người nông dân ấy, thì đối với người nông dân ấy, thì người là đã yên tâm sau khi thu hoạch là đã có các cái đơn vị bao tiêu sản phẩm. Còn đối với về phần nâng cao giá trị ấy, thì giá trị thường thường là nâng cao từ 1,3 lần trở lên so với các cái ruộng lúa ngoài các cái vùng liên kết bao tiêu sản phẩm. Không lo đầu ra, không sợ thương lái ép giá, trong quá trình sản xuất được sử dụng giống lúa chất lượng, được hướng dẫn kỹ thuật, đó là những ưu điểm nổi bật thu hút nông dân tham gia liên kết sản xuất. Hiện có trên 10 doanh nghiệp thực hiện liên kết với các hợp tác xã ở huyện Kiến Sương để bao tiêu đầu ra sản phẩm lúa gạo cho nông dân với tổng diện tích mỗi năm trên 2.200 ha. Giá thóc thì cao so với mọi năm. Năm ngoái giá thóc có dưới 10.000, nhưng năm nay là giá thóc của công ty giống Thái Bình Chip là 13.4. Cho nên bà con phấn khởi tận dụng tận thu để bán. Liên kết sản xuất là yếu tố quan trọng tạo ra sản phẩm hàng hóa tập trung. Đây cũng là giải pháp giải quyết được nhiều vấn đề trong sản xuất, nhất là duy trì ổn định diện tích gieo cấy, không có tình trạng người dân bỏ ruộng do giá trị lợi nhuận được tăng lên.